Sáng ngày 10 tháng 10 tại trung tâm thành phố Cần Thơ xuất hiện thủy triều dâng cao, làm nhiều tuyến đường ngập sâu. Ngay từ khoảng 5 giờ sáng, thủy triều bắt đầu dâng lên và kéo dài đến hơn 8 giờ. Các trục đường chính như 3 tháng 2, Mậu Thân, 30 tháng 4, Đại lộ Hòa Bình cũng bị triều cường tấn công. Tại một số điểm ngập sâu, mực nước có thể cao khoảng 0,5 mét, khiến nhiều phương tiện bị chết máy. Nhiều nhà cửa, hàng quán bị nước tràn vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, mua bán của người dân. Thủy triều dâng cao ngay giờ cao điểm người dân đi làm, ùn ứ giao thông cục bộ xảy ra tại một số điểm ngập sâu trong nước. Theo dự báo, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch tại Cần Thơ sẽ còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày 11-12 tháng 10, nhằm ngày 16-17 tháng 9 âm lịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm ứng phó đợt triều cường cao nhất trong năm nay, đồng thời yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tránh sự cố đáng tiếc về người, bố trí lực lượng trực tại các vị trí xung yếu, điều tiết giao thông tránh ùn tắc và hỗ trợ người dân khi có sự cố. Lực lượng tiêu thoát nước phải túc trực 24/7 để kịp thời đóng mở van, khơi thông cống, gia cố hố ga.